Dạ. Lúc anh gặp em cuộc đời anh vui hơn đúng không? Em của mình rất là trầm tư đúng không? Dạ. Nhưng mà em xuất hiện như là chiếc xác của anh một cái làn gió mới đúng không? Ừ. Anh nghĩ là tại vì cái năng lượng cho em nó nhiều quá cho nên là anh cố tình làm cho anh chạy đi. Chứ thật ra để tính về độ nhí nhảnh thì chưa chắc ai hơn anh đâu nha. Ờ, thử coi nhí nhảnh nha. Một hai ba đi. Em nhảy kia cái. Để con nhí nhảnh cái con. Hey. Vô bài luôn nha. Vô bài luôn nha. Ủa có điệu nhạc nhí nhảnh nữa hả? Trời ơi, em nghĩ anh sẽ làm gì trong cái nhịp trống đó. Lại đi bé. Ê, 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 ê,